Vâng, thưa quý vị, giữa chiến tranh xung đột, những dân thường, đặc biệt là trẻ em, là những người chịu khổ đau nhiều nhất. Dù khó khăn tột cùng, nhưng các em vẫn nuôi hy vọng tích cực. Một cô gái Palestine di tản tới Ai Cập đang ấp ủ trong mình ước mơ xây dựng lại Gaza từ những việc nhỏ nhất mà em có thể làm, đó là sâu chuỗi những hạt cường. Cô bé Mariam đã sâu các chuỗi hạt cườm khi mới 8 tuổi cùng với sự hỗ trợ của mẹ. Cô bé mang theo sở thích này khi đến Ai Cập sau khi nhà cô tại Gaza bị phá hủy hoàn toàn do chiến tranh. Cháu muốn trở nên nổi tiếng, bán được nhiều tác phẩm của mình để kiếm được tiền và lấy lại những thứ đã mất khi ngôi nhà của gia đình bị cháy do bị đánh bom ở Gaza. Chúng tôi đã tạo ra một trang trên Instagram sau nhiều lần con bé nài nỉ. Ban đầu tôi không ủng hộ ý tưởng này. Tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn cần thời gian để ổn định và bình tĩnh lại. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định lập trang cá nhân và Mariam đăng hình lên mạng. Chúng tôi muốn nuôi dưỡng tài năng của con bé để nó có động lực vươn tới tương lai. Mariam trở nên nổi tiếng khi mẹ cô bé giới thiệu các chuỗi hạt cườm trên các trang mạng. Mơ ước của Mariam là có thể bán nhiều hạt cườm, kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Xa hơn nữa, cô bé mong ước trở thành một kỹ sư để xây dựng lại những gì đã mất mát ở Gaza, nơi có hàng chục nghìn người đã thiệt mạng do xung đột giữa Israel và Hamas. Hơn 300 ngày đã qua kể từ khi cuộc chiến Gaza nổ ra, song đến nay cuộc xung đột này vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Tình trạng mất an ninh lương thực đang ở mức cao nhất, hệ thống y tế hoạt động cầm chừng, các bệnh như tiêu chảy, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, viêm gan A bại liệt lây lan rộng, không chỉ gây ra hậu quả thảm khốc về người, cuộc xung đột còn tàn phá nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và kéo theo nạn đói nghiêm trọng tại vùng đất nghèo khó này.